Hello hello cả nhà, Ngọc ở số ngoài phòng xin tiếp tục gửi đến toàn thể anh em một sản phẩm rất là chất lượng anh em nhé. Dòng nồi áp suất hàng Nhật bãi đã qua sử dụng, đến từ một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng là Asahi. Dòng này dung tích là tầm 5 lít các bạn nhé, và sử dụng cho bếp ga. Dòng nồi inox thì mình sưu tầm được hai con đẹp đồng đều giống nhau, van zin mọi người nhé. Van zin rất là to. Chế độ đây H và L. H là bạn quay sang đây thì là áp cao này, bạn quay đây áp thấp này. Đấy, nó chỉnh cái khe hở cái áp này thôi các bạn nhá. Hai con giống hệt nhau. Độ đẹp đồng đều và đạt 80%. Ở dòng này thì nó gần như là đẳng cấp nhất của dòng hàng áp suất rồi anh em nhá. Của thương hiệu Nhật và sản xuất Nhật luôn. Các bạn lướt qua từng con, hai con nó đẹp như nhau nên là anh em lấy con nào cũng được. Anh em lấy trước thì con trước, còn lại cho anh em. Đấy, anh em nhìn nhá. Hàng tuyển chọn nó đẹp kinh khủng luôn, tay chân sạch sẽ, chưa bị hiện tượng cháy hay là bị hiện tượng sứt vỡ gì. Phía bên trong đây các bạn này, quá sạch sẽ luôn. Các bạn nhìn biểu tượng Asahi chưa? Đấy, cái biểu tượng như vòng mặt trời tỏa sáng kìa. Đấy, thuần thuần này. Tay này quá ok mọi người nhé. Một đáy như máy rất là dày, dòng đun thường đun ga thì là làm một đáy thôi để nó nhanh, rất đẹp. Nằm số 2 đây cũng không khác gì cả. Dòng này thì áp nó cực kỳ là căng anh em nhé. Một cái răng là màu trắng, một cái răng màu ghi ghi nhé. Chung là hai con không có gì để chê mọi người, nó đẹp đồng đều. Đây và nát các bạn nhìn, to kinh khủng, phần ruột đây. Tay ok các bạn nhé, không bị cháy gì. Các bạn nhìn Asahi đây, nhìn rõ cái biểu tượng, cái logo của thương hiệu này nó là biểu tượng đây này. Asahi đây, dung tích nó là 5,5 lít, chứ mà những anh em nhé, xin lỗi em là 5,5 lít. Hàng có từ Make in Japan, các bạn nhìn có từ mờ mờ chưa đấy, thương hiệu Nhật và sản xuất tại Nhật luôn. Đấy. Dòng này thì thực ra rất là hiếm, thỉnh thoảng với mình về được vài con các bạn nhé. Dòng này cực kỳ hiếm, mà tiền một con nó đẹp và đồng đều, phải có van zin như này nhá, thì cực kỳ hiếm nữa các bạn nhé. Đấy, nên anh em nào nếu đang sử dụng dòng bếp ga hay bếp ngoại mà cần nhu cầu mà sử dụng nồi áp suất để anh em sử dụng linh đồ ăn thức uống thì alo cho em 0979665264, duy nhất một đôi, hai con giống hệt nhau các bạn nhé. Hình thức đều đẹp, zin toàn tập, và bên mình bán bao xì các kiểu cho anh em. Dòng này thì anh em cứ dùng gần như suốt đời các bạn nhé, chỉ có mất thì hoặc cháy chứ còn không bao giờ có hỏng được các bạn. Dòng này van thì nó to. Đấy, ăn nhau quả van này nhé. Ok, xin chào anh em ở những video sau.